lại cuối tháng á, mình có bôi ra được khoản nào hay là mình lại bị âm tài khoản mà ha? Đa số tình âm luôn. Quản lý cái đó thì mình dở lắm, không có. Em cũng chưa có cái phương pháp cụ thể. Sau đây tôi sẽ chỉ cho các bạn biết các bước để quản lý tài chính hiệu quả. Tất cả chỉ có gọn trong 3 bước sau. Bước 1, xác định mục tiêu. Xác định mục tiêu để làm gì? Xác định mục tiêu là một bước vô cùng quan trọng để quản lý tài chính cá nhân. Có xác định mục tiêu thì chúng ta mới có động lực để phấn đấu, nỗ lực để đạt được những gì bạn muốn. Tự ấn định thời gian cụ thể và phù hợp để đạt được mục tiêu đúng hạn. Có như vậy bạn mới có động lực để thực hiện được các mục tiêu đó. Hãy tin tôi đi, các mục tiêu cùng với động lực và quyết tâm nhất định bạn sẽ thành công. Tiếp theo chúng ta sang bước thứ hai, thống kê thu nhập và chi tiêu. Thống kê ra số tiền thu nhập tổng mà bạn có được vào mỗi tháng, bao gồm như tiền lương đi làm, lương làm thêm, tiền chu cấp của gia đình hay các khoản thu nhập cộng thêm từ những nguồn khác, vé số chẳng hạn. Bước thứ ba là một kế hoạch quản lý ngân sách. Tiếp theo, bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất trong chiến lược quản lý tài chính cá nhân là bạn sẽ tự thành lập những tài khoản tiết kiệm với các mục đích khác nhau. Thì với một kế hoạch và những bước làm như vậy, các bạn cùng với quyết tâm của mình, các bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền khá là nhiều và có thể sắp xếp và giải quyết các vấn đề mục tiêu của mình một cách khoa học nhất. Các bước trên sẽ giúp bạn quản lý tài chính và sẽ ít nhiều có được tự do về tài chính mỗi khi các bạn cần nó. Hãy thực hiện và thành công nhé, đừng chần chừ nữa. Thật sự nếu như chúng ta biết cách quản lý tài chính hiệu quả và ứng dụng nó vào cuộc sống cách tốt nhất thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu ngắn hạn nhé. Lỡ trong học tập. Chúc mừng gái. Và còn những mục tiêu dài hạn là thành đạt trong cuộc sống. Cứ giờ yeah.